Thưa quý vị, thời sự mấy ngày vừa qua thì có câu chuyện liên quan đến tuổi nghỉ hưu đang tạo ra nhiều cảm xúc và suy nghĩ khác nhau. Đó là chuyện ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An xin nghỉ hưu non 2 năm. Nếu xét cho cùng thì chuyện đi hay ở, nghỉ hưu sớm hay muộn không phải là vấn đề nếu người ở cũng như người đi đều sống và làm việc vì một mục đích, vì dân. Chúng ta thì đã quá quen với khái niệm tư duy nhiệm kỳ thì nay lại có một khái niệm mới là tư duy lá chuối. Đó là lối tư duy mà ông Nguyễn Sự không muốn có. Trước khi rời ghế thì ông Sự đã chia sẻ rằng là tôi không muốn làm kẻ tư duy lá chuối. Cây nào đến mùa cũng thay lá non, duy nhất chỉ có cây chuối là tàu lá nó chết còn bám trên cây, người ta phải cắt đi. Và vì dân và chuyện rời bỏ tư duy lá chuối cũng là vấn đề hôm nay được lựa chọn với sự tham gia bình luận của kiến trúc sư họa sĩ Lý Trực Dũng, người cũng đã từng trải qua nhiều cương vị khác nhau ở các cơ quan lớn trong cả nước. Và ông cũng là người đã có dịp gặp gỡ làm việc với ông Bí thư Thành ủy Hội An. Trước hết là xin hỏi họa sĩ Lý Trực Dũng rằng là nếu để khắc họa một cách ngắn gọn và rõ nét về ông Sự thì ông sẽ dùng những cái ngôn từ như thế nào? Đấy là một con người rất đáng khâm phục. Đấy là một con người tử tế theo đúng nghĩa của nó. Ông Nguyễn Sự giờ mới được tọa nguyện nghỉ hưu sớm 2 năm, bởi 2 năm trước ông đã xin nghỉ mà không được. Là bí thư của Hội An, nhưng lý do xin nghỉ của ông thật đơn giản. Nghiệm lại, thất bại của mình là làm lãnh đạo lâu quá. Âu cũng là một cái tội. Không đào tạo được, anh em có phần dựa dẫm. Nghỉ vì thấy đến lúc phải nghỉ và rời vị trí để lớp trẻ có cơ hội. Mình già thì xin nghỉ, có gì lạ. Theo họa sĩ Lý Trực Dũng thì cái việc nghỉ hưu theo kiểu Nguyễn Sự này là bình thường hay là bất thường? Trong một cái chừng mực nào đó, với một cái con người trọng danh dự, con người liêm sĩ, khi người ta biết rằng là người ta đóng góp, cố gắng làm cái việc có ích cho xã hội, mà cái sức mình chỉ đến như vậy thôi, thì người ta xin nghỉ, đấy là một cái chuyện bình thường. Nhưng mà ở trong cái xã hội chúng ta, nó hơi bất bình thường trong cái việc đấu tranh, và xin lỗi tôi đấu tranh chữ này không phải là chữ nghĩa tốt, để mà có được một cái chức danh, có được một cái quyền lực nhất định ở trong các cái cơ quan công quyền, thì cái việc anh Nguyễn Sự, anh xin nghỉ trước 2 năm thì thành ra bất bình thường. Nó được còn đau đớn nữa là cũng có người nói rằng là nghi ngờ chắc là có cái gì đấy thì ông Nguyễn Sự mới xin nghỉ. Tức là nghi ngờ cả một sự tử tế. Nghi ngờ cả một cái sự tử tế. Kiến trúc sư họa sĩ Lý Trực Dũng, tôi biết là ông đã từng trải qua rất nhiều cương vị khác nhau ở cơ quan nhà nước. Vậy thì ông đã bao giờ gặp những trường hợp tương tự như ông Sự, hoặc là ông đã bao giờ bản thân mình rơi vào tình huống như ông Sự chưa? Đây là lần đầu tiên có lẽ tôi phải công khai và nói cái chuyện như vậy. Anh có biết nghe cái chuyện Francophone? Thời xưa cách đây rồi thì tổ chức ở Việt Nam, tổng liên đoàn lao động Việt Nam gọi tôi lên và bắt tôi phải làm một cái lý lịch để gửi đến cho chính phủ, cho ban tổ chức chính phủ để đưa làm cái công tác quản lý đấy. Và sau khi tôi hỏi xong thì tôi có nói thành thật tôi không đủ sức để làm việc như thế. Thì họ ép tôi 2 lần 3 lần để làm lý lịch, nhưng mà tôi cũng xin thôi nhất định, bởi vì tôi nghĩ tôi không đủ sức như vậy. Và khi chúng ta thấy rằng là cái việc đấy chúng ta làm thì cái tốt, cái kết quả chưa chắc đã được tử tế, đã được tử tế như mình mong muốn, thì có lẽ rất là khó khăn, nhưng mà có lẽ mình xin nghỉ, mình không thể làm được việc như vậy. Và tôi rất hiểu anh Nguyễn Sự, anh đã ứng xử như vậy, và tôi rất khâm phục một con người như thế. Sắp xếp vỉa hè để kinh doanh. Tất cả các nhà có mặt tiền trong phố cổ không được trưng bày sản phẩm ra vỉa hè. Vỉa hè dành cho những người dân buôn thúng bán mẹt, những người nghèo bán bắp tàu hũ. Gần một năm trời đi giám sát tới tận 12 giờ đêm, điều này mới thành thói quen cho người dân. Đêm phố cổ, người dân phải tắt đèn, mặc đồ trang phục truyền thống đêm rằm. Người dân đã từng phản ứng, để rồi 16 năm qua, đêm phố cổ đã trở thành sinh hoạt thường xuyên của người dân Hội An. Cấm phòng bì, massage, nữ cắt tóc nam. Lệnh cấm nào cũng bị phản đối, nhưng lâu dần người dân lại quay sang ủng hộ, vì đằng sau mỗi lệnh cấm đều vì sự phát triển của Hội An, vì giữ gìn Hội An. Không biến ruộng lúa thành đô thị. Quyết giữ không gian làng quê yên bình, làm du lịch từ nền nông nghiệp, tạo nét quyến rũ riêng của Hội An. Nguyễn Sự giao thêm đất, hỗ trợ tiền trồng rau, làm gốm. Sai, xin lỗi dân và khắc phục. Là một người bình thường nên cũng mắc phải lỗi sai. Nguyễn Sự mắc không ít sai lầm như trồng nhiều cây hoa sữa, hay lớn hơn là cho phép đầu tư xây nhà hàng phía bên kia sông Bạch Đằng. Ngay lập tức phải nhận lỗi và sửa sai đến cùng, bởi đó là tiền thuế của dân. Chúng ta thấy rằng là ông Bí thư Thành ủy ở một cái tỉnh rất là lẻ như thế này, cũng rất cực đoan, cũng cấm, lại liên tục bị người dân phản ứng như vậy. Vậy mà cuối cùng nó vẫn đi vào lòng dân. Tại sao lại như vậy? Khi con người có tâm huyết, tôi luôn luôn nghĩ, tức là tôi làm được cái gì tốt nhất cho cái thành phố của mình.
Và anh Nguyễn Sự anh làm như vậy. Nhưng khi anh thấy rằng là bị người dân phản đối và thấy thực sự không tốt thật thì anh xin lỗi thật. Tôi nghĩ là anh Nguyễn Sự anh ứng xử như thế thì thành ra mọi người đã thương anh và quý anh. Tôi rất mong có rất nhiều cái trường hợp bình thường như thế ở các cái thành phố khác nữa. Những viên ngọc trai tự nhiên, biểu tượng của cái đẹp và sự sang trọng đã được hình thành từ những tai nạn hô hấp của con trai. Khi con trai hô hấp, nếu chẳng may bị dị vật rơi vào miệng, dị vật ấy sẽ được bọc lại với một lớp khoáng chất trộn lẫn chất hữu cơ. Qua nhiều năm, dị vật đó sẽ trở thành viên ngọc. Với nhiều người, viên ngọc là vật trang sức vô cùng quý giá. Nhưng với con trai, việc tạo ra viên ngọc đơn giản chỉ là một cách phản xạ để chữa lành những vết thương của chúng mà thôi. Đó là chưa nói tới những đớn đau mà nó phải chịu khi con người móc viên trai đó ra và làm đẹp cho mình. Thế mới thấy, đối mặt với những khó khăn thách thức, những trách nhiệm, nhiều khi phần thiệt thuộc về mình, có người có thể chọn cách sống chung với những điều ấy để tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn theo kiểu con trai. Hoặc theo một góc độ khác lại có thể thấy, nếu thuận theo tự nhiên, người ta sẽ không cảm thấy thiệt thòi hay đớn đau khi tạo ra những điều tốt đẹp theo cách hình thành ngọc trai mà chúng ta vừa xem. Chúng tôi cho rằng là việc khó thì mới cần cán bộ. Và nó cũng giống như việc là trao một dị vật vào miệng của một con trai, có tạo ra ngọc hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào con trai. Vậy thì tôi xin khẳng định rằng là Nguyễn Sự đã góp phần tạo ra một viên ngọc trai Hội An. Liệu cái nhận định này có quá không? Anh Nguyễn Sự là một cái trường hợp trai mà ngọc trai đen rất là tự nhiên. Vì như anh Nguyên Ngọc ấy nói từ ban đầu thì anh không được học hành gì cả. Anh không được đào tạo cơ bản đâu cả mà anh chỉ tự vươn lên như thế. Và cái tâm của anh đấy cùng sống với mọi người, cố gắng làm tử tế cho mọi người, đóng góp cho cái Hội An. Chính cái tâm đấy nó làm nên viên ngọc trai đen rất tuyệt vời Nguyễn Sự. Chúng tôi được biết rằng là với một mẻ khoảng 3 tấn trai sò thì chỉ tìm được khoảng 3-4 viên ngọc tự nhiên thôi. Chưa nói đến những viên ngọc trai đen như nếu như mà anh vào cái nơi nhân tạo ấy mà thì anh sẽ thấy là người ta làm được rất nhiều. Cái viên ngọc trai nhân tạo ấy thì nó không được giá và nó cũng tầm thường thôi. Thế nhưng mà thôi, nó cũng hy vọng rằng là thôi thì nó vẫn là được ngọc trai. Nhưng mà sợ rằng là người ta ném vào một cái diệt việc đấy mà nó không ra ngọc trai mà nó vẫn được sử dụng coi như ngọc trai ấy mới là càng nguy hiểm hơn nữa. Và thực sự chúng ta, xã hội chúng ta hiện nay rất đáng tiếc có việc như rất rất nhiều việc như vậy. Tức là có những nơi cứ tưởng là ngọc trai lại không phải ngọc trai. Không phải là ngọc trai. Chúng ta sẽ phải lý giải thế nào cho những tình huống này? Nếu nói rộng ra thì đây là vấn đề của hậu chiến. Khi chiến tranh xong, không phải riêng Việt Nam, mà tôi xin nói là tất cả các cuộc chiến tranh mà giành chính quyền cách mạng thì đều xảy ra một sự cố. Tức là chiến thắng xong, những người chiến thắng phải được sử dụng, phải có quyền lực. Nhưng cái quyền lực đấy làm thế nào để mang được cái cuộc sống ấm no hạnh phúc cho người dân? Làm thế nào được mang được của cải cho mọi người, lấy là một cái vấn đề rất là khác. Và tôi nghĩ rằng là thời gian sẽ là câu trả lời cho tất cả chúng ta. Chúng ta hãy quay trở lại câu chuyện của Nguyễn Sự. Thì ngày mai ông Nguyễn Sự sẽ chính thức nghỉ hưu. Liệu chúng ta có thể cụ thể hóa phẩm chất lãnh đạo của ông Sự, cung cách làm việc và cả thành quả để tổng hợp thành một cái bản gọi là bản mô tả công việc giống như chúng tôi khi đi xin việc vậy, và mục tiêu chung cho những người ở cùng cương vị ấy như ông ấy ở những địa phương khác hay là tại Hội An để chúng ta có thêm những viên ngọc trai đen như ông Sự không? Tôi rất là thích và tôi ngưỡng mộ anh Sự, nhưng mà tôi lại cũng không hoàn toàn tán thành cái cách làm việc của anh Sự có cá nhân như vậy. Bởi vì cái cá nhân đấy, cái cách làm việc quản lý đấy nó quá cổ rồi. Và có thể anh Sự anh hiểu cái điều đấy. Tôi nên nhớ rằng là tại sao người ta dùng cái từ thêm uốc, tức là làm việc luôn luôn có một cái tập thể. Tôi cũng quen một vài nhà báo, sau đó thì họ được làm tổng biên tập và họ nghĩ họ làm được tất cả. Và tôi rất ngạc nhiên, tôi bảo với bạn không học marketing, bạn không học quản lý, bạn là một nhà báo bình thường, bạn lên bạn làm tổng biên tập, bạn cứ nghĩ là bạn điều khiển một cái tờ báo, bạn đều có thể khiển được một cái chương trình TV, không bao giờ. Và cuối cùng các bạn ấy gần như là thất bại. Cho nên thành ra tôi nghĩ rằng là cái việc học là rất quan trọng, cái việc huấn luyện, việc đào tạo là rất quan trọng và chúng ta cần phải hướng vào cái việc như thế. Vậy đấy mới chính là tri thức. Có một thực tế khi chúng tôi có tiếp xúc với rất nhiều người làm trong công ty nhà nước hiện nay thì họ không hề biết là vị trí của mình được mô tả công việc là làm gì. Đấy là một cái khuyết điểm rất là cơ bản về công tác quản lý. Có một sự thật, tôi không muốn nói bộ nào về nói như thế thành rắc rối quá. Nhưng mà các anh lãnh đạo có nói với tôi rằng là có thể cho nghỉ tới một nửa cái cán bộ đấy. Nhưng mà đi đâu với nửa cái số cán bộ công viên trước cái biên chế đấy. Anh có tin nổi một cái cán bộ ăn lương của nhà nước mà nhà nước phải trả mà không làm nổi một cái văn bản.
cán bộ của chúng ta rất buồn cười, tức là chúng ta thấy như là có một cái bằng đại học hoặc là cái gì đấy thì xét vào, nhưng mà không có một cái công việc cụ thể, không có những cái chỉ tiêu rất rất là cụ thể, và cứ như thế, cứ bộ ngành cứ lên như thế, thì anh có tưởng tượng cái cơ quan nhà nước chúng ta sẽ như thế nào? Nó rất giống một cái mô hình sản xuất ngọc trai hàng loạt nhưng lại không chính quý như thế. Và chưa chắc đã ra được là ngọc, nhưng mà vẫn cứ tưởng là ngọc. Singapore có lẽ là quốc gia duy nhất trên thế giới có một chính phủ dân bầu chủ động quyền chọn và đào tạo đội ngũ lãnh đạo kế cận. Đảng Hành động Nhân dân PAP và chính phủ Singapore tuyển dụng nhân tài rất khắt khe để thay máu đội ngũ lãnh đạo để phát triển hơn. Chỉ các ứng viên đã chứng tỏ năng lực trong khu vực nhà nước hoặc tư nhân mới được phỏng vấn nhiều vòng. Ở đó, họ phải giải quyết các vấn đề về quản trị, đạo đức, tôn giáo và cả những vấn đề cá nhân. Bởi nhân tài không chỉ là những cá nhân tài năng, thành đạt, có trình độ mà còn phải có sự chính trực, liêm minh. Sau đó họ phải trải qua bầu cử. Mỗi kỳ bầu cử, 25% nội các phải được thay mới. Và đặc biệt, chế độ lương bổng cho công chức phải xứng đáng. Mức lương nội các Singapore thuộc hàng cao nhất thế giới. Đó cũng là một cách tránh tham nhũng. Chính phủ Singapore được tổ chức minh bạch quốc tế đánh giá thuộc vào loại trong sạch nhất thế giới. Muốn học theo họ thì chúng ta phải biết lượng sức mình. Chúng ta hãy nhìn lại chúng ta cơ chế tuyển dụng nhân tài để trở thành đào tạo được, trở thành lãnh đạo ở Việt Nam chúng ta hiện nay ra sao. Có một giáo sư người Úc, họ sang nghiên cứu Việt Nam về vấn đề về tham nhũng ở Việt Nam. Họ có hỏi một anh ở văn phòng Phó Thủ tướng, xong đó anh hỏi lương của anh đấy. Thế xong anh hỏi thế thì một cái người đạp xích lô ấy thì lương bao nhiêu? Thế xong thì anh biết thế nào? Anh bảo ôi trời ơi, tôi sang đây tôi nghiên cứu về vấn đề tham nhũng ấy, thì thôi tôi khỏi phải nghiên cứu gì cả. Ở Việt Nam các anh nào cũng phải tham nhũng để sống. Thế xong ông phân tích thế này, xin lỗi anh là chuyên viên 6 thì anh phải được một cái đồng lương xứng đáng. Cái đồng lương quyết định toàn bộ cái năng suất và cái đánh giá xã hội đối với anh. Cái nhà tương lai học là Evan Topler của Mỹ, ông có nói câu rất hay: quyền lực có 3 bậc, bậc thứ nhất là chính quyền, bậc thứ hai là tiền, bậc thứ ba mới là trí tuệ. Cái đồng tiền nó quyết định rất là lớn. Nếu chúng ta không trả đủ một cái đồng lương xứng đáng cho cái người làm cái công việc xứng đáng thì chúng ta sẽ gây đủ các thứ chuyện khác nhau. Cái câu Việt Nam tuyệt vời nhất mà tôi cho là câu ấy là một câu triết lý rất tuyệt vời: một người lo thì bằng kho người làm. Tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất phải có được những người rất giỏi, người ta đưa được đảng, người ta lãnh đạo được, quản lý được để làm cho chúng ta của cải vật chất vân vân vân, chúng ta có thể có được Tôi nghĩ rằng điều đó không đảm bảo. Chúng ta sẽ phải bổ sung thêm những yếu tố gì nữa để đảm bảo rằng một nhân tài được đào tạo tử tế thành một lãnh đạo, và lãnh đạo lại tiếp tục tử tế với nhân dân. Câu hỏi này câu hỏi rất hay, tôi cũng đã đặt câu hỏi với ông viện trưởng viện Gớt. Tôi rất ngạc nhiên là lương của thủ tướng Đức được thấp đến như thế, tại sao họ đã làm như vậy? Thì ông khi ông nói rằng là anh Dũng ạ, họ không phải vì tiền, họ có một cái lý tưởng nhất định, cái người nào phải có tâm vì dân vì nước thì mới làm được. Còn ai đấy mà xin lỗi chỉ vì quyền lực của cá nhân thôi, vì cái cá nhân thôi, thì tôi nghĩ rằng là tất nhiên họ cũng làm thế, nhưng mà với lịch sử thì dần dần thì lịch sử sẽ phán xét. Chúng ta quay trở lại câu chuyện của ông Nguyễn Sự thì tôi chưa biết là lịch sử sẽ phán xét ông ấy như thế nào, nhưng đến thời điểm này thì có lẽ rằng là cái hình ảnh của ông ấy đã đi vào lòng rất nhiều con người. Cái tốt ở trong xã hội bao giờ cũng nhiều hơn cái xấu thì có, và cái xấu thì luôn luôn là lan rất nhanh, và đâu cũng như vậy. Chính cái tốt đấy, chính cái trí tuệ đấy, nó làm cho thế giới càng ngày càng tốt đẹp hơn, chứ không phải rằng là cái thế giới chúng ta nó càng ngày càng tồi bại hơn. Cái tuyệt vời hơn không phải chỉ có cái việc là cái tử tế như Nguyễn Sự, mà còn trí tuệ và trí tuệ hơn anh Nguyễn Sự, đấy mà là điều vấn đề cần. Chúng ta hãy chờ đợi xem tương lai sẽ trả lời như thế nào, và chắc chắn tôi nghĩ đấy là tương lai của Việt Nam chúng ta. Những câu chuyện thực sự thú vị, xin cảm ơn họ chị Lê Chi Dũng. Không có gì, vẫn chào anh Long. Thưa quý vị, sở dĩ chúng ta có thể ngồi với nhau trò chuyện, bình luận và chia sẻ một cách cởi mở và vui vẻ xung quanh chuyện xin nghỉ hưu của một cá nhân điển hình, đơn giản là bởi xung quanh chúng ta còn rất nhiều những cá nhân điển hình khác. Chúng tôi tin chắc chắn là như vậy, và họ có một điểm chung, đó là lòng tự trọng. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin chia sẻ suy nghĩ của người có lòng tự trọng như vậy trước khi ông nghỉ hưu. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu quan chức giàu chính đáng thì không sao, nhưng nếu họ lợi dụng chức quyền của mình thì đó là điều đáng giận dữ. Dân sẽ mất lòng tin, và khi dân không tin thì nói dân không nghe. Khi hình ảnh người cán bộ trong dân không còn trong sáng, dân sẽ không còn tin chính quyền nữa. Tôi tin tiền bạc là thứ dễ kiếm nếu mất đi, nhưng danh dự nhân phẩm thì không. Nếu tôi không làm quan chức một cách ngay ngắn, con cháu tôi sau này sẽ phải chịu tiếng xấu cả đời. Tôi muốn để lại cho con mình lòng tự hào, chứ không phải tiếng xấu để đời đó. Mà trong đời mình, tôi sợ nhất là con mình khinh mình. Đó là bi kịch.